Cửa hàng âm thanh Đại m mươi bảy xin kính chào toàn thể các bác. Thì tiếp tục quay trở lại với những cái video mới về những cái sản phẩm mới về cửa hàng bên em Như các bác đã thấy thì ngày hôm qua thì lúc buổi trưa em livestream về cái dòng vàng Chipset 980 và ô đắc 8 thì hiện tại là lúc ấy là bên em có 40 con. Đấy thì tối hôm qua thì Xuân có livestream mà đã qua thì À, và cả đơn hàng của em nữa thì các bác sẽ thấy đây Nói hiện tại nó chỉ còn gần 20 con thôi Có nghĩa là tầm hơn 20 con vàng Odak 8 thì đã được bọn em bán trong một chiều ngày hôm nay Và hàng đã được đóng đi rồi Đấy Thì nói về dòng vàng Odak 8 này thì không phải là một video mà em đã lên cách đây Với zin kênh 1917 của em đã tầm 4 năm video về dòng vàng Odak 8 này rồi Và lần nào về vàng Odak 8 thì lần đó bán cũng khá là nhanh Đấy và cái dòng này thì nó thật sự với các bác thì cũng không cần phải khui cái phần là nội thất bên trong làm gì. Bác nào mà cần xem nội thất thì các bác có thể là cứ gõ lên là ô E8 âm thêm anh bãi 1977 thì nó sẽ ra cái video nó cụ thể, nó tổng quan hơn. Cái điều em muốn nói trong cái video ngày hôm nay thì em nhân tiện thì cũng nhắc lại cho các bác về cái chính sách bán hàng của bên 197. Đó chính là khi mà các bác mà đặt hàng những cái dòng vang, mic hoặc là những cái sản phẩm dưới 5kg với à, tất cả những sản phẩm bên em thì gần như là Bây giờ các bác không phải cọc bất kỳ một đồng nào cả trừ một số trường hợp đặc biệt ví dụ như bọn em bán mic thanh lý hoặc những dòng vang thanh lý thì đôi khi là cần các bác cọc để tránh những trường hợp bom hàng còn nếu như những cái sản phẩm mới thì à, những cái dòng vang những cái bộ mic thì bên em không cần các bác phải cọc một đồng nào cả lưu ý các bác nha không cần phải cọc và các bác à, được sử dụng hàng trong vòng 3 ngày nếu không ưng thì có thể trả lại hàng để lấy tiền thì bên em chưa lấy của bất kỳ ai một đồng nào cả khi các bác gửi hàng về đến đây cho bên em thì bên em sẽ trả lại tiền cho cả các bác luôn đấy thì với mức giá 1 triệu 600 000 đồng một con loa ô đắc x8 như thế này và các bác đã dùng thử trong vòng 3 ngày thì mà không cần phải cọc bất kỳ đồng nào công việc của các bác chỉ là gửi địa chỉ và số điện thoại tên địa chỉ số điện thoại bên em sẽ gửi vang đến và các bác tự tự các bác trải nghiệm cái chất âm tự các bác uh, test và các bác nghe cái chất âm cái echo reverb cũng như là tiếng mic. Á, tiếng nhạc của những dòng vàng này thì nó là một cái điều chuẩn trị nhất so với việc là khi mà bọn em test chất âm của vàng trên uh, video và các bác nghe qua cái, cái 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 thu điện thoại thì nó đã mất đi khá là nhiều những cái 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 độ cái uh, độ hay của tiếng nhạc của tiếng mic. Như bác bình thường các bác thể thấy là ví dụ như bên em mà có test loa hoặc là test vàng á thì khi mà bác nghe trên uh, uh, YouTube những cái video á thì đa phần là nghe cho nó chỉ được 10 điểm so với à được 7 điểm so với là cái điểm 10 của những cái dòng loa dòng vang ấy ở ngoài thôi. Đấy, cho nên là với những cái dòng vang như thế này thì các bác uh, gần như là các bác không mất một cái gì cả. Các bác không cần tiền cọc ấy, cho nên là em khuyến khích là các bác cứ đặt hàng và sau đấy là các bác uh, nhận hàng và kiểm tra hàng tự test hàng luôn. Cái đó là nó sẽ đánh giá là khách quan nhất đấy và với cái dòng vang ODAX X8 này thì bên em là khẳng định là bao hay cho tất cả các bác luôn à, các bác về sử dụng trong vòng 3 ngày em thậm chí để cho các bác sử dụng thử trong vòng 5 ngày cũng được nghĩa là hoàn toàn thoải mái luôn à, đúng không ạ cái này cũng không cần phải, không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa vì 4-5 video về một cái dòng vang như thế này mỡ nội thất tất cả cả mọi thứ ra thì nó vẫn bình thường thôi không có gì cả có một cái điểm lưu ý là với đắc X8 như này thì các bác có thể chỉnh tay phun chức năng và chỉnh rất là dễ, cũng như là trên mạng thì cũng đã có rất là nhiều cái video về cách chỉnh tay của đắc X8. Ngay cả bên em cái uh, hai kênh sóng với những cái, những cái kênh hệ thống bên em cũng đã có những cái video về uh, chỉnh tay của đắc X8 thì các bác có thể cứ gõ trên YouTube là um, cách chỉnh tay vang đắc X8 ra là có thể ok. Đấy. Thì với cái dòng vang đắc X8 này là dòng vang phân khúc trung bình. Những cái dòng vang mà À, vang số mà có những cái cách chính rất là đơn giản Bác nào đang từ vang cơ, bác nào đang từ âm ly Thì bắt đầu tập thành vang số thì các bác có thể sử dụng những cái con này Thêm một cái đặc biệt nữa thì à, Con này nó thêm có một cái đó đó chính là cái cổng quang các bác nhá Cái cổng optical này Đây có lẽ là cái cổng chất lượng nhất của cái con vang này Đấy Cái điều mà được à, cái ưu điểm nhiều hơn của cái dòng vang này So với những dòng vang số đời đầu Những vang số đời đầu sử dụng những cái dòng chip à, Yamaha, chip Drem thì ý khi nó có cũng quang lắm ví dụ các bác thể đi là mà mở bút mv này 800 này 880 này thậm chí mv 900 nó cũng không có cũng quang Tuy nhiên thì cái con này nó cũng đã có cũng quang rồi các bác này đấy dòng vang 4 cổng Canon nhá phun chính tay phun chức năng có cả là những cái cổng bằng hoa sen để các bác có thể là trải nghiệm đấy xin nhắc lại một lần nữa thì với ô đắc 8 1 triệu 600 ngàn đồng thì chắc chắn sẽ làm cho các bác có cái độ hài lòng nhất định về cái dòng vang này tất nhiên thì mình cũng không thể so sánh được nó với những cái con vang mà cao cấp hơn cao tiền hơn ví dụ như vòng vàng chuyên nghiệp bây giờ những cái dòng vang của DB DE chẳng hạn những cái dòng vàng ấy thì con này nó không thể so sánh được tuy nhiên thì với những cái dòng mà vàng mà cùng phân khúc hoặc là có thể là trên tiền nó một chút với lại ví dụ như là 2 triệu 2 triệu 500 ngàn đồng thì nó gần như là không hề thu kém đúng không ạ Đấy thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp theo hai số điện thoại đang ở phía dưới màn hình các bác nhé Ở đây thì em chỉ còn tầm là 18 19 con gì đó thôi so với cái mốc hôm qua là 40 con 40 con thì ngày hôm nay thì còn 18 19 con thì các bác thấy là bên em bán những cái vàng ô đắc 8 này rất là chạy và cũng là rất là nhiều bác đã từng sử dụng qua những cái dòng này rồi. Đấy, thì các bác có thể là hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của dòng này. Dòng này à, ngày xưa nó thực ra nó còn một phiên bản nữa các bác nhá. Nó còn một phiên bản là Connection A9 nữa. Ồ, ngày xưa bọn em cũng đã bán cái Connection A9 rồi, nó cũng là cái dòng ô đắc 8 này thôi. Đấy. À, xin nhắc lại một lần nữa các bác nhá, 1 600 000 đồng giá tại cửa hàng và chưa bao gồm phí ship. Giá 1.6 thì nó là cao hơn so với cái video lần trước bọn em là một triệu rưỡi nhưng mà các bác biết rồi vì là lý do là là cái tiền cước nó tăng lên này rồi những cái ảnh hưởng của dịch bệnh của những cái um, có cái chính, uh, chính trị của quốc tế nữa nó không phải là ấy đâu bây giờ giấy hàng nó khó không giống như là một hai năm trước đấy xin hẹn gặp lại các bác ở những cái clip tiếp theo của bên uh, âm thanh bãi 19 chín các bác nha xin chào